Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chơi Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu Touring chính hãng Gian model FCR 3003. Thì trước đây em có về một chiếc Touring FCR 3003 với khung số là size F. Thì hôm nay em về được một chiếc size M, thì các bác cao từ 1m64 đổ lên. Và hôm nay chiếc xe này em đánh giá tổng thể còn rất là đẹp các bác nhé. Trên 90% xe dòng Touring cao cấp model FCR 3003. Và bây giờ em xin vào chi tiết đánh giá tổng thể chi tiết của xe. Vâng, xe có màu trắng, tông trắng, điểm chỉ là những cái màu vàng trên xe. Có thể thấy rõ, rất là nổi bật. Thì mẫu model này thì bên em về rất nhiều rồi. Thì hầu như bên em về là size S. Thì hôm nay bên em có về được một chiếc size M dành cho những bác cao trên từ 1m64 đổ lên. Và bác nào không gọi nhắn tin ra Zalo của em hỏi size M thì hôm nay đã về một chiếc size M dòng Touring ở đây. Tổng thể xe còn rất là đẹp các bác nhé, trên 90%. Các bác thấy rõ đây là cái màu sắc xe đây, màu trắng và màu vàng rất là bóng, sáng xe. Xe làm từ hợp kim nhôm alu X, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng đặc quyền của dòng Gian các bác nhá. Có thể rõ đây, màu sơn rất còn rất là đẹp. Đây là website chính hãng của Gian, các bác có thể truy cập để tham khảo thêm về cái dòng model dòng Gian FCR 3003 này. Và bên dưới khung xe thì có cái lớp vải chắn ra đập của xích xe em vẫn còn giữ nguyên của chính hãng Gian. Và một lần này thì xe về với khung size M, thích hợp các bác cao từ 1m64 đổ lên. Đây là một mẫu model Gian FCR 3003 bên em mới về. Tổng thể xe còn trên 90% còn rất đẹp các bác nhá. Rất nhiều bác hỏi em về những dòng xe Touring size M thì hôm nay em về một chiếc size M rồi đây. Cổ phốt ghi đông của chính hãng Gian. Tay lắm cao su chính hãng Gian. Đây bác phải thấy rõ, cầm rất là êm. Tay lắm sừng trâu không nhá. Xe được trang bị với 9 tầng lip Shimano Waseda. Và bên tay phải em là bên đĩa chính hãng 3 tầng đĩa Shimano Waseda. Đây là một mẫu Touring khá là đẹp và cho các bác đạp xe thể thao nhẹ nhàng hoặc là đường phố, tích hợp có mọi lứa tuổi, nam nữ đều đi được. Càng xe còn rất là mới. Xe được sử dụng với cặp may ơ chính hãng nguyên bản theo xe, chính hãng Gian. Đó là thấy rõ đấy. Phanh đĩa. Vành còn rất là đẹp. Vâng, vành trước và sau cũng ở chính hãng Gian. Kích thước lốp là 700. Kích thước lốp là 700x28C. Lốp còn vẫn rất là đẹp các bác nhá. Đây lốp đây. Đây là một mẫu Touring model Gian FCR 3003 size M bên em mới về. Cộng yên của chính hãng Gian, yên xe chính hãng Gian còn rất là mới. Xe trang bị với củ đề Shimano Acera, được trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano, 3 tầng đĩa, xô chuyển động của xe 27 tốc độ, đùi đĩa Shimano chính hãng, gạt đĩa Shimano Acera. Tổng thể xe trên 90%. Đằng sau cũng sử dụng cặp may ơ chính hãng của Gian. Đây các bạn thấy rõ đây. Và bây giờ em đi xin chi tiết hoạt động của xe. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Gian Touring dòng FCR 3003. Cô giá rất tốt bên em là 6.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943.
xe còn rất là đẹp, trên 90%. Xe có size M, kiểu các bác cao từ 1m64 đổ lên các bác nhá. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.